Đây là một gốc cây vừa được đục lớp bê tông để giải thoát, không cần phải có chuyên môn về thực vật. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy cây đã có sự phát triển bất thường. Phần cổ gốc cây phía trên mặt đất thì được phình to, trong khi phần bị đổ bê tông thì bị tóp lại. Thấy cái việc này là tồn tại một năm nay rồi, nó không có xanh hoài, nó cứ héo xanh liên tục vậy. Tưới nước á, nước nó không có xuống được, thì coi cây chết cũng cao, mà nếu một thời gian dài như thì nó chuyện mà bật gốc là khó đó. Tại con đường này có tới 30 cây xanh đã bị đổ bê tông và vừa được đục bỏ. Các cây xanh tại khu vực này là loại giáng hương, lá lớn, có đường kính từ 30 đến 40cm. Khi thực hiện dự án mở rộng đường Trường Sơn, đơn vị thi công đã xây dựng những tấm đan bê tông này. Theo tiến sĩ Chế Đình Lý, cây xanh bị trám bê tông quanh gốc ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và dễ gãy đổ. Ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển của cây. Vì rễ nó không thể đỡ thở được, rễ nó không phát triển và nó, dần dần nó có thể chết. Hoặc là rễ không phát triển thì cây nó dễ ngã đổ. Để ngăn rác và để cho nó thẩm mỹ đô thị thì nên làm cái vỉ che gốc cây á, thì bằng sắt, bằng gạch lỗ, đảm bảo cái thông khí cho cái hệ rễ cây. Theo tiến sĩ Chế Đình Lý, có thể mục đích ban đầu là ngăn tình trạng rác bị bỏ quanh gốc cây. Cùng với sự không đồng bộ của các đơn vị thi công cầu đường và quản lý cây xanh nên xảy ra tình trạng trên. Cái này là thuộc về vấn đề quản lý, tức là bên giao thông vỉa hè thì lo về phần vỉa hè và đường, bên cây xanh thì lo trồng cây, thì như vậy là mạnh ai nấy làm, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cây. Việc chăm sóc cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây đang phát sinh một số vấn đề. Cách đây hơn một tuần, nhiều cây xanh cũng đã bị cắt tỉa, chỉ còn trơ thân trụi lá.